Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, vụ thu đông 2023, nông dân trên địa bàn thành phố gieo trồng được hơn 68.200 hecta lúa, đạt 113% so với kế hoạch và hiện đã thu hoạch dứt điểm. Năng suất ước đạt 55,07 tạ trên 1 hecta, tương đương so với cùng kỳ năm trước. Vụ thu đông năm nay, nông dân trên địa bàn thành phố chủ yếu sản xuất các loại lúa chất lượng cao và lúa thơm như OM5451, OM18, OM380, Đài Thơm 8, Nhờ bán được lúa với giá cao và năng suất đạt khá tốt nên nhiều nông dân thu được lợi nhuận cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Nhiều loại lúa tươi được nông dân bán với giá 7.300 đồng đến 8.500 đồng một ký. Đây là mức giá cao kỷ lục trong nhiều năm qua. Nông dân có thể đạt được mức lợi nhuận trên 3 triệu đồng một công lúa, công tầm lớn 1.300 mét vuông.